Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BQN TV 57.3 cùng với Minh Huy trong chương trình Tài Lộc Đầu Năm. Và kính thưa quý vị, trở lại với cuộc trò chuyện về âm nhạc cũng như là những cái hoạt động văn nghệ tại hải ngoại. Thì Nhật Khải là người mà cộng tác với Minh Huy đến nay là 5 show rồi, Annie thì cũng được 2 show, rồi anh Phan Thanh thì cộng tác 6, 7, 8, 9 show gì đó từ trước khi mà Huy làm việc với đài BQN TV 57.3. Thì thực sự là mỗi một người á, khi mà mình làm việc chung á, không phải cái vấn đề là có thể là không phải là người xuất sắc nhất, nhưng mà cái người đó mình cảm thấy hợp ý nhất. Thì Minh Huy cảm thấy hài lòng bởi Nhật Khải là có cái tính chịu khó, giao bài nào khó cỡ nào cũng cố gắng tập. Rồi Annie thì được một cái là rất là chăm chỉ nha, nhìn thấy giao 7 bài xong in ra 7 tờ giấy xong ngồi rì mò phải thuộc cho bằng được. Còn anh Phan Thanh là cái người phải nói là cực khổ nhất, hốt ổ của tất cả mọi người. Sau khi mà mọi người tập luyện xong, thu âm xong về sẽ tập luyện biểu diễn, nhưng mà anh Phan Thanh vẫn âm thầm chỉnh sửa, rồi cũng như là phải có đôi khi là anh Phan Thanh gọi nửa đêm bảo là bài này còn thiếu một người, phải quay lại để bổ sung, nhiều quá mình không nhớ đúng không anh? Đúng, cho nên là anh thấy là cái niềm vui lớn nhất khi mà anh làm việc với đài BQN là cái niềm vui nào? Thì đó là những cái vui nhất đó. Dạ. Những cái mà các em hát rồi thiếu, rồi sau đó là phải bổ sung, rồi các em có nhiều khi hát chỉ sai có một chữ ở trong một cái câu thôi. Dạ. Mà mình lúc mình khi mình record đó, thì mình lại lắng mình nghe nhưng mình không phát hiện được. Dạ. Đến khi mà xong hết rồi nửa đêm thì lại nghe lại mix lại thì nghe lại là sao cái chữ này nó kỳ lạ vậy, bắt đầu mới dò kỹ trở lại thì mới phát hiện ra là các em sai có một hai chữ thôi. Mà làm sao bây giờ phải mời các em nó trở lại để rồi phải hát lại câu đó, phải sửa được cái chữ đó thì mới được. Thì đó là những cái trăn trở, và những sau khi sửa được rồi thì mình cảm thấy nó hài lòng, thỏa mãn, thì mình cảm thấy nó vui. Rồi khi mà trước lúc đó thì mình lại cảm thấy nó bực, là tại vì trời, có một chữ như vậy thôi mà lại cũng hát sai. Thì mình rất, khi mà sửa rồi thì mình cảm thấy nó hay, nó thỏa mãn, nó vui. Có bao giờ mà anh ở nhà mà anh ngồi anh chờ đón coi những cái sản phẩm mà anh đã thực hiện không? Tất cả các chương trình đều tôi đón coi hết, tất cả. Nghĩa là ở đó thường hay gọi lên đài đó, chừng nào phát, cứ gọi hoài để mà ngồi ở nhà đóng coi. Thậm chí tôi còn lấy cái DVD tôi record lại nữa đó, để mà coi tiếp. Dạ. Thậm chí có nhiều khi không coi được, bật cái máy nó thu tự động, đúng giờ nó thu, rồi về mình coi lại. cũng rất là hay. Khi mà anh thu âm thì anh chỉ nghe âm thanh thôi, bắt đầu khi mà anh coi hình lại, anh thấy là dàn dựng, rồi quần áo, màu sắc, ánh sáng này kia thì anh thấy thì sao, anh có hài lòng không? Quá là dữ, so với ở hải ngoại mình như vậy là quá dữ, quá là rầm rộ. Mà kể cả Việt Nam bây giờ, theo Phan Thành thấy, có những cái chương trình Việt Nam cũng đang làm bên đó, nó post lên YouTube thì mình thấy, nếu so sánh những cái chương trình của mình và cái chương trình của bên Việt Nam thì sân khấu, ánh sáng, âm thanh kết hợp với kỹ thuật của đài và đưa những hình ảnh background ở đằng sau thì tôi cảm thấy rằng không thua về Sài Gòn. Dạ, hy vọng là mình sẽ có nhiều tiền hơn để mà mình không đầu tư được nhiều hơn, đúng không? Dạ. Rất là cảm ơn anh Phan Thanh. Thì thưa quý vị, là tôn chỉ của BQN TV 57.3 là kết hợp cũng như kết nối những cái người trẻ lại để có thể sinh hoạt trong những cái hoạt động cộng đồng, bên cạnh đó những hoạt động văn nghệ và gìn giữ cái tiếng Việt, văn hóa Việt Nam. Thì Annie là một trong những cái minh chứng. Hiện nay thì cũng khoe với quý vị là Annie cũng đang tập tành trở thành phóng viên của đài, cũng đã bắt đầu đi report cho mấy cái chương trình sinh hoạt cộng đồng. Thì không biết là em một khoảng thời gian ngắn nửa năm em làm việc với đài, đến thời điểm này thì em thấy như thế nào, và em có muốn là hứa hẹn với khán giả là trong một năm mới thì em sẽ tiếp tục trao dồi tiếng Việt của mình để phục vụ tốt hơn không? Dạ, thưa anh Huy và thưa khán giả, Annie thì sẽ cố gắng đọc nhiều tiếng Việt để có thể nói rành hơn. Thầy xin lỗi quý vị, rất là cứng. Cho nên làm chung với đài thì Annie cảm thấy rất là vui và thấy được thỏa mãn một cái đam mê nào đó cho cái nền văn hóa Việt Nam, cũng như không phải chỉ có văn nghệ và nhạc không, mà bây giờ có cơ hội để có thể trước cái camera có thể tiếp xúc nhiều hơn với khán thính giả thì Annie thấy rất là vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, là trong khoảng thời gian vừa qua thì thấy là Annie cũng cố gắng mà tiếng Việt giỏi hơn rồi, cho nên là hy vọng là Tết năm sau là Annie sẽ nói chuyện giỏi hơn nữa ha. Mỗi một năm mình sẽ phát triển một chút. Còn trở lại với Nhật Khải, thì Nhật Khải song ca nhiều nhất là với Uyên Vi đúng không? Trên các chương trình của BQN TV thì hôm nay không có Uyên Vi ở đây, thì có gì Nhật Khải muốn nói xấu hay là muốn khen Uyên Vi điều gì không?
Thôi không dám. Để khen là nó Yên Vi là phải gọi perfect. Từ Yên Vi là cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp rồi, hát ở Houston, và Yên Vi sinh hoạt văn nghệ chắc gần cả chục năm rồi. Thôi Yên không có gì mà chờ được Yên Vi. Hát rất là hợp. Hát rất là hợp. Mà bây giờ cái đó là trên lĩnh vực âm nhạc, còn ở ngoài đời sống tập tành với nhau thì Khải thấy có cái điểm gì ở Yên Vi mà Khải thích nhất? Anh em bạn bè chơi với nhau thì thấy nó thích Yên Vi là người lúc nào cũng cười, nụ cười rất là tươi, gặp là cười thôi, mà có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, không bao giờ mà giấu, như là giữ trong lòng mình, rất rất là thích cái tính đó, nhất là chợ từ phụ nữ. Kính thưa quý vị, nhắc đến Nhật Khải thì Minh Huy nhớ cái là như Minh Huy đã nói ngay lúc đầu, Nhật Khải là được một cái trời phú cho một cái giọng trầm mà hát rất là gọi là nghệ sĩ nha, hát rất là nghệ sĩ, nhưng mà có điều là yếu điểm của Nhật Khải là không có nhảy nhót được. Thì trong cái show Anniversary 6 năm của BWN TV thì tiết mục mở màn của Nhật Khải cũng có Annie tham gia nè, thì mọi người phải có một cái tiết mục múa, thì Khải chia sẻ kỷ niệm của Khải về cái kỷ niệm đó đi. Cái khó khăn lớn nhất khi phải tập nhảy là gì? Cái thứ nhất là cái trang phục loại thịt loại da nhiều. Rồi, bởi vì đó là đồ Tây Nguyên. Đồ Tây Nguyên. Là hồi đó giờ mình chưa bao giờ mình múa hay nhảy giơ tay giơ chân, cái cảm thấy cái mình không có hợp, nó không có, nó làm sao đó, nó giống như nó như vậy nè. Nó hơi bị cứng đúng nó không? Hơi bị cứng, đúng rồi. Từ từ mình mềm xuống. nếu mà cho nhảy hoài chắc nó cũng ra. Coi anh đi. Dạ em thấy cũng không gì khó mấy, cũng vui. Chỉ cần vui là được rồi đúng không? Anh Phan Thanh thân mến, là tính đến thời điểm này đó là mình chính thức làm nhiều show, mà những cái show chuột ca nhạc chủ đề đó, thì trong năm tới thì Minh Huy cũng muốn có thêm nhiều show ca nhạc chủ đề trên BWN TV, bởi vì không biết Khải với Annie với anh Phan Thanh có đồng ý với Minh Huy hay không, là chính cái âm nhạc là một phần để mình có thể gìn giữ tiếng Việt. Đôi khi người ta không có hiểu cái bài hát đó là gì, nhưng mà người ta nghe xong từ từ người ta thuộc thì bắt đầu người ta sẽ tìm tòi đến, có phải vậy không? Đúng rồi. Bởi vậy cho nên là trong năm tới thì Minh Huy cũng có những cái dự định là mình làm thêm những cái show ca nhạc chủ đề. Thì anh Phan Thanh thấy là những cái show này, với đánh giá của anh cũng sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại nhiều, thì anh thấy là nếu những cái chương trình ca nhạc chủ đề này nó có ảnh hưởng trực tiếp tới giới trẻ không? Theo Phan Thanh nghĩ thì nó có nhưng mà không có cao lắm. Dạ. Bởi vì cái thứ nhất á, là cái đó là do gia đình. Nếu gia đình là mình, là những người lớn như Phan Thanh, tôi ngồi tôi mở tivi lên tôi coi, thì con cháu nó mới nhìn theo để nó coi. Thậm chí có nhiều gia đình tôi nghĩ không có mở, mà thường là mở những đài Mỹ hay là đài khác, thì cái đó nó là một cái sức không có ảnh hưởng đến cái từng lớp trẻ nhiều. Mà nếu cái từng lớp trẻ mà càng ngày càng thâm nhập vô, giữ những gia đình mà càng lúc càng kéo để mà cho con cháu mình hiểu được cái gì hương Tết Việt, thì nó mới có một cái sự thu hút mạnh hơn nữa. Còn hiện tại bây giờ thì nó chỉ, tôi nghĩ là có, nhưng mà nó chưa có sâu rộng đúng không? Nó chỉ là một con số khiêm nhường thôi. Dạ vâng. Thì hy vọng là như anh Phan Thanh nói, thì hy vọng là trong thời gian sắp tới thì quý vị cũng khuyến khích con em coi nhiều đài Việt Nam hơn, để một phần là ủng hộ cho đài, bên cạnh đó thì cũng phần nào đó mình giữ gìn cái văn hóa của mình. Trước khi mà chúng ta bước sang năm mới thì thường mọi người có những cái điều ước, những mong muốn và những lời cầu chúc nữa, thì bây giờ Nhật Khải chia sẻ những cái mong muốn hay dự định đặc biệt của Khải trong năm tới, và gửi những lời chúc đến khán giả, những người đã yêu mến Khải cũng như sẽ yêu mến Khải. Thì cũng nhân dịp năm mới, xin kính chúc tất cả những quý vị đang theo dõi ở nhà có một năm mới an khang thịnh vượng, và ở Mỹ cái nhất là cái sức khỏe, mình có sức khỏe thì làm là tiền. Còn với cá nhân của Khải thì sao? Với cá nhân thật sự vẫn còn trẻ, vẫn đi làm, mọi chuyện vẫn suôn sẻ, nên cũng không có, chỉ muốn mọi chuyện vẫn như vậy thôi. Chưa muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống đúng không? Nhưng mà Minh Huy cũng chúc cho Khải là trong năm mới thì Khải có thêm nhiều cái cơ hội nữa, hoặc là để mình có thể hoàn thành tốt công việc mình đang làm, nhưng mà mình cũng có cơ hội để mình bước những bước tiếp theo trong cái niềm đam mê của mình. Thì đôi khi á, khi mình cảm thấy hạnh phúc á, cuộc sống mình thăng hoa nhờ cái hạnh phúc và cái vui vẻ của bản thân mình, thì thỏa mãn được đam mê là một trong những cái vui vẻ. Xin cảm ơn.
chúc cho Khải mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Còn Annie, em có lời gì chúc đến khán giả cũng như là cái ước mong của riêng cá nhân em? Dạ, trước hết thì Annie Tân Nguyên xin kính chúc quý vị một lễ Tết an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, tiền vô như nước. Và thì cá nhân của em chỉ muốn có thể trau dồi kiến thức của mình và có thể giỏi giang hơn với mọi sự tất cả mà em nhúng tay vào. Ok, yeah. Chúc cho em sẽ mọi điều tốt đẹp và ngày càng xinh đẹp hơn nữa nha. Còn nhạc sĩ Phan Thanh thì là một người luôn luôn âm thầm đứng phía sau những chương trình, thì giờ đây lần đầu tiên mà Minh Huy cũng kéo được nhạc sĩ Phan Thanh lên show cho nên cũng khó khăn lắm quý vị. Thì giờ đây nhân cơ hội này thì anh gửi lời chúc đến đầu tiên là khách hàng của anh, những người ủng hộ anh trong thời gian vừa qua, bên cạnh đó là tất cả quý khán giả đồng hương đã nghe nhạc của Phan Thanh làm, và tất cả những đồng hương nào theo dõi chương trình ngày hôm nay trong một mùa xuân cũng như những ước mong của anh trong năm mới. Thì trước thềm năm mới Phan Thanh cũng xin chúc toàn thể quý vị khán giả của đài VVN và nói chung và những khách hàng thân thương và những ca sĩ đã từng cộng tác với lại Phan Thanh trong suốt một chặng đường dài 5-6 năm, toàn thể quý vị được an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp ca hát của mình nữa. Rất là cảm ơn anh Phan Thanh ngày hôm nay nhận lời đến đây tham gia chương trình cũng như là bảo trợ đặc biệt cho chương trình Gala ca nhạc Hương Tết Việt với chủ đề là Tết Phát Tài năm nay, và quý vị nhớ đón xem chương trình vào đêm 30 Tết. Và cảm ơn hai bạn trẻ Nhật Khải và Annie Tố Nguyên, hy vọng rằng năm tới quý vị sẽ thấy nhiều hơn nữa những cái màu sắc đặc biệt mà trước khi bắt đầu chương trình thì Minh Huy cũng có gợi ý là Annie với Nhật Khải năm sau song ca với nhau, nên là cũng chờ đợi một cái sản phẩm xuất phát từ hai người ha. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tài Lộc đầu năm cùng với Minh Huy, nhạc sĩ Phan Thanh, Annie Tố Nguyên cũng như Nhật Khải xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo, và kính chúc quý vị mọi điều may mắn tốt lành nhất sẽ ngự trị trong chính gia đình của quý vị, và niềm vui sức khỏe sẽ đến với tất cả mọi người. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.